Từ tháng 4 tới tháng 6 thì các thầy cô tổ chức Study Marathon là để khuyến khích các bạn là khi các bạn về nhà thì các bạn tập luyện siêng năng thì lên thì các thì chúng tôi sẽ chấm điểm từng ngày học như vậy, và tới cuối cùng sau 3 tháng học tập thì chúng tôi sẽ lấy điểm trung bình, và sau đây sẽ là những gương mặt chiến thắng trong Study Marathon năm nay của Neo Kids. Thứ nhất đó là bạn Nguyễn Hoàng Thái Ngọc, Nguyễn Lan Phương, Lê Quỳnh Như, Nguyễn Hoàng Thái Ngân, Nguyễn Hoàng Thái Nghị, Tôn Thất Minh Nguyên. Hình như là các em nhỏ siêng hơn là các anh chị thì phải. Ủa, ra đây con, ra đây con. Và sau đây xin mời hội phụ huynh thân hữu, xin mời chị Yến và anh Kiên lên phát thưởng cho các bé. Xin mời anh Kiên. Chị Yến đâu rồi ạ? Chị Yến đi đường vòng rồi hả? Chị Yến ơi, lớp chị Yến. Mong là các bạn cũng sẽ học hành thật chăm ngoan nha, để chiến thắng trong Study Marathon năm tới. Ủa, bé Phương chưa có nè chị. Minh Nguyên là bạn rồi, có bác Minh Nguyên. Các bạn đã nhận được quà được chưa? Cảm ơn ba Kiên và mẹ Yên rất là nhiều. Một tràng vỗ tay cho các em. Nào chúng ta chào khán giả nhé. 1, 2, 3. Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn ba Kiên và mẹ Yên rất nhiều. Cảm ơn anh chị.